Con đường hương, đường hương nó ra rồi. Ôi chúa ơi, ôi chính đâu có gái sao nhỉ? Ôi anh chạm vào đầu, chạm vào đầu hương. Đi anh. Ôi máu của Lý ấy. Gì đây? Máu đúng không? Ơ, máu của Tích đâu? Ôi, máu này nó không phải máu đỏ đâu, máu này máu nâu rồi. Máu nước à? Cái này máu nâu rồi mọi người ơi. Cái này là máu. Ôi, máu nước. Cái này máu đen. Kiểu dạng máu đen. Sao quỷ, máu đen của quỷ đây. Sao ở chỗ này vậy? Nó chảy kinh trời. Nó chảy đấy. Cái này nó chảy từ trong kia ra, từ trên núi xuống. Ôi, chảy từ trên núi. Phía bên trên núi kia có nước chảy vào đây. Đấy có chứ. Đây anh em anh thấy núi, trên núi chảy ra là thế đấy. Chúng ơi xem lại. Đúng máu luôn nhá. Đây nó. Cái này là máu của người sao ấy? Máu người á? Ừ. Ừ máu đỏ đỏ nhá. Này. Ui. Đây nha, nhìn nó cái máu này. Nhìn như máu đến máu đen. Máu quỷ. Dạ máu quỷ, máu ma đấy. Còn đây máu đỏ tươi luôn. Ừ, đây, xem nào. Cái này cũng đây. Ôi, mọi người ơi, nhìn này. Ôi, cái gì? Ôi, con binh của nó, anh binh, con binh của ôi, sao lắm này? Ôi, con binh nha mọi người ơi. Ôi, tha gì á? Ôi, để trứng để con nó. Ôi, con của nó là mọi người ơi. Nhìn nó tha này, con binh của nó tha, con tha trứng đi thì sao? Đây phải trứng không? Bọn đây con gì đấy? Ôi mọi người nhìn con binh của con. Ôi chưa bao giờ nhìn thấy con này luôn. Con binh của con hồ ly mà mọi người ơi. Cái này con hồ ly không? Không phải. Ôi đây nhìn đây con kiến này không? Con kiến. Kiến gì mà to như này? Sao kiến to này ạ? Ui con tha trứng rồi hả? Nó cắn hết máy của anh ơi. Ui quá nhỉ. Ui vậy làm trứng lắm. Làm trứng thôi. Phải trứng kiến không? Hình như kiến nhưng mà con thai của mình ngoài bình cổ thì sao kiến ở đấy, sao kiến nằm giữa đường này đâu, vô lý làm sao nó lại đi ở cái chỗ này ngay chỗ có máu. Con gì này? Ui bây giờ khả năng tê lên máu người xong rồi không hồ... phải đâu, con này con hồ ni rồi, cái dấu hiệu con hồ ni rồi đấy. Ui đúng hay con gì đấy, chân kìa. Ui cái vào chân không đúng chân của nó rồi, dấu hiệu con hồ ni. Mọi người ơi nhìn này, cái đuôi này, cái đầu này, thế là cái thấy là cái đuôi đó. Ui con thì kiểu có kỳ như kiểu như cái dạng là một cái to lắm. Ở ngay cái gì đây đi ra sao nào mọi người thấy thấy nhá, nói mình giật có kỳ lắm, nó giật kiểu gì mà nó anh rằng cưa lại à. Ừ lôi vào mà thật dã man mọi người. Đi về gì nhá. Ôi
Nhi. Sao lại người ta như vậy? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bắt rồi, bắt rồi. Cái gì ấy, vừa cái đứa hút tay nó chóng rồi à? Vừa bàn tay á. Ôi, hoa mắt à? Bàn tay quỷ, bàn tay quỷ ơi. Ôi, 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 nhiều lắm. Rồi, ôi, cơ. Để xem có đúng bàn tay quỷ không? Đứng đây, xem lại đúng bàn tay quỷ không? Này đúng bàn tay. Mỗi bàn tay là một con hồi tinh ăn thịt đấy. Nó lên linh hồn của nó cho ấy. Mỗi một bàn tay là một con hồi tinh đang điều khiển ở hiếu. Bàn tay này mỗi một con hồi tinh tường. Nó tiếng kêu ở trong tường thôi. Cái gì cứu tôi với vậy chứ? Nghe thấy không? Linh hồn đấy. Thì đấy linh hồn đấy. Cái bàn tay của nó ở trong tường mọi người ạ, nó trong tường nó ra. Từ trong tường cái kêu ở trong tường mà cái tay nó cũng xuất phát từ trong tường ra mọi người ạ. Vừa mới cưa vào đây. Toàn máu từ tường ra này. Nó chỉ ở bên trong này toàn máu nó mùi. Động đâu ấy? Đằng sau rồi. Nói. Đấy. Đừng nghĩ. Thank you.
quá em ơi. Cút đi. Vết máu anh em này. Chưa. Ui. Máu vỡ của Quyên tôi anh em nhá. Để cho vừa gấp vừa đi thôi. Có dấu vết đây rồi. Có thằng rồi mà. Có dấu vết ở cứ đường kia. Nhìn thấy anh em nhìn thấy dấu vết của Hồ Ly chưa? Nhìn của dấu vết của Hồ Ly này. Nhảy đúng cái chân nó to nhá. Nhìn nhìn này đây cái dấu vết của nó này. Tỉnh tỉnh. Tiếng không? Có tiếng cầm gờ. Có tiếng cầm gờ đấy. Có tiếng cầm gờ đấy. Từ từ. Nó vẫn nhỏ đúng không? Ừ. Nó tha thế bỏ tha mấy người. 6 7 người vào đây cơ. Ôi nhiêu mày. Ui bị máu ra này nhanh. Máu. Ui ôi giết tất là máu. Ui nhiều máu này em ơi. Ở dưới cây kìa. Lấy tiếng cầm. Có tiếng cầm không? Có tiếng cầm như phía bên này này. Phía bên này này. Nó ăn vẫn ăn người đấy. Anh em ơi. Nó ăn người em nhá. Rất nhiều người. Rất nhiều người vào đây đấy anh em ạ. Cái gì? Mở ra rất nhiều xác vào đây rồi anh em ạ. Ôi đi đây. Hồi đi à, hồi đi à. Ui mẹ chân người em ơi. Chân người không? Ui mẹ ơi. Ui em chân người này. Ui không có đầu ơi. Ui loạn mất xác rồi, không có đầu rồi. Thôi rồi anh ơi, ơi. Thôi loạn mất xác rồi. Ôi bình tĩnh em bình tĩnh. Xem mình chết sao. Loạn mất xác rồi mình ơi. Mất đầu rồi sao, không mất đầu rồi sao. Mất đầu rồi anh em ơi. Bình tĩnh rồi. Con này mất đầu rồi, thôi bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Ê. Ui rồi nó vừa xuất hiện luôn, nó vừa xuất hiện luôn. Vừa vừa không nhìn thấy gì luôn anh em ơi. Ông bỏ rồi. Ôi rồi nó xuất hiện nó ở trong tường này nha mày, nó trong tường. Anh. Ôi. Ôi nó từ trong tường nó ra đấy. Anh em ơi. Đâu rồi? Nó ở trong tường này ra đấy anh em ơi. Chạy đâu? Ui có cái đầu. Ui có cái gì nó ra, nó ra từ trong tường nó ra này. Ui anh em ơi nhìn này. Đây. Cái trong tường bố ra nhá. Ui, nhìn nó ngoan luôn. Này, chú rồi à. Chạy không? Ui. Ê. Ui chạy. Ui hồ ly, Ui nó mở ổ rồi anh em ơi, nó từ trong cái tường nó ra này. Phá cái tường này đi hiểu ơi. Ui. Nó từ trong tường ra anh. Mày. Ui bay rồi, chạy đâu. Tường ra anh em ơi, nó từ trong tường đấy. Nó bay rồi. Vậy thì nó bay lên trên mái nhà rồi. Bay lên rồi á. Ừ. Ui nó vừa đây mà. Ui từ từ mày đi. Cứu cho con em ơi, cứu cho con em. Ui nhầm mày nhìn này. Ui nhìn này. Mất đầu rồi, sao mất đầu lắm. Ui giờ này mất đầu rồi nhầm ơi, không thấy đầu luôn rồi. Sao nào. Chúng ta cứu ra nào. Ui con tay đâu. Ui con tay mà con đầu ơi. Con đầu. Ui con đầu. Ui con đầu. Con đầu. Không, chỉ nhìn thấy tóc thôi, không thấy đâu không? Móc mắt thôi. Ui, nó ăn mất, nó cắn nát mặt rồi anh em ơi. Nhìn kỹ xem nào. Còn không? Gãy cả chân rồi, gãy cả lợn móc của nó ra đấy. Ui, có khi nào nó đang ăn ở dưới trong, bên trong, nó đang ăn ở bên trong đâu rồi. Ui, khéo nào nó đang ở bên trong đấy, mọi người ơi. Ui. Ê. Ôi nó không cử động gì luôn. Nó có lùi đi đâu. Nó ở bên trong nó đang ăn thịt rồi. Sao lặng nó dừng rồi. Tìm cái nào mà cứu ra đây. Ôi. 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 Ở bên kia có gì bên kia kìa. Ôi đây rồi. Ở bên kia có con gì ấy. Đồ ra đã. Nó cắn mất đầu rồi. Mất người rồi sao ấy. Không cử động gì luôn anh em ơi. Nó không cử động gì luôn anh em ơi. Mất đầu rồi. Loan mất đầu rồi anh em ơi. Ui. Đi ơi. Ui. Một tiếng không. Ui đâu rồi. Ui vừa kêu ra mà. Cái gì không. Ui không có gì thôi. Nó có khi nào loạn gì nữa không. Ui
Ôi kìa, ui. Ui, nó đâu ra người kia rồi anh em ơi. Ui, nó chạy. Ui anh em ơi. Nó xác đứa cái xác người đó rồi đi mọi người ơi. Lôi xác ra đây à? Ôi. Sao này. Đúng rồi, nó xác đây rồi. Ui, ui, con quỷ đỏ mà ơi, có đầu ngựa anh kìa, ui. Anh gì đây? Ui, nó nôi đi cái xác người trong bên đấy rồi. Anh gì? Chú ơi, nó mới chỉ còn theo em ơi. Anh em ơi, nó xuyên không nha, nó xuyên tường. Ui, nhìn cái mặt nó kìa. Anh nó hồn của nó. Anh nó hồn của nó em ơi. Ui, có khi nào đây là linh hồn của đứa trẻ không? Nó bọn này nó hay mượn linh hồn của người để nó di chuyển đấy. Ấy mày. Ui, sao bên này sao xem nào. Ui, mọi người xuất hiện đây này. Ui. Mày. Sao xem này. Thấy không? Không có gì luôn. Không có gì á? Sao nào? Ui. Ui. Ui lên mà. Nhìn cái vết đi của nó đây. Hôm nay là tặng linh. Anh và mình là đây tặng cái linh hồn thôi. Đây là những cái linh hồn mà con hồn ly tinh nó bắt được cho. Nó bắt nó tha xác ra bây giờ thành linh hồn lại. Nó mượn hồn để nó đi hồn. Di chuyển đấy anh em ạ. Tức là bây giờ di chuyển như một con gió rồi cho. Ui cẩn thận nhá. Ui đây này. Thì nó đi qua những cái đường này này anh em này. Đi gầm đấy. Theo cái dính nước thì em hiểu chưa. Ui. Nhìn này. Bây giờ nào đứa trẻ con nghĩ là vẫn còn sống hiểu chưa. Bây giờ vẫn đứa con có còn sống. Tôi chỉ mượn linh hồn thôi, bây giờ đứa trẻ con nó vẫn còn khả năng còn tim nữa. Bây giờ phải tìm cái nơi mà nó cất giấu cái xác của đứa ấy. Được chưa? Đi nhanh. Phải đi thôi hiểu không? Nhưng mà nhìn này. Ôi mọi người nhìn này, giờ nó cắn nát chân nát tay của đứa bé nát đầu đấy. Nát đầu luôn. Bây giờ anh em mình phải đi tìm thôi. Chạy sang bên kia thử xem nhá. Chạy xuống, nhớ cái đường bên kia ra nào. Đi ra nào. Chị gái ơi, cô to đi, ở đâu ăn thì chị gái bên trong nhà, nhà hoa bên trong kia kìa, bên nào, ở bên trong kia, bên trong nhà hoa đấy, cô to đấy, nó cắn chân à, trên mỗi máu thôi, cô nào, ở bên trong ngay cánh cửa đấy, chỗ này á, sao cô không cứu đã, tôi không vào cứu được, ngồi con cái con nó được,
to lắm, hôm nay cái mặt nó ghê lắm. Nó cắn chân cả đồng ly nữa, nó cắn chân. Chỗ đâu? Ở bên trong này. Mày ừ. Bên trong này. Mày á? Ừ, bên trong này. Tối lắm. Tối lắm. Nó ở cái cánh cửa kia cơ, có cánh cửa nhôm ấy. Cửa nhôm á? Ừ, cửa nhôm phía đằng kia cơ. Ê, nó ở cánh cửa nhôm này. Ôi, sao máu nhiều này? Ôi, đây, nó nơi, chị gái nào? Đây em ơi. Nơi chị gái nào sao ấy, môi máu thôi. Ôi. Nhìn nó ngay chị gái nằm đây. Chú ấy nằm ở chỗ này này. Ui thấy chưa, thấy chưa này. Đừng, máu ơi. Này, đấy chưa. Ui tao trên cửa tao máu ơi. Nhưng mà nó không đóng cửa đâu. Nó còn chạy đi rồi nó. Chị gái vẫn đang nằm ở đây cửa mở mà. Thì chết rồi, nó kéo vừa nó chăm chạy mất đuổi gọi anh rồi nó cắn thêm rồi. Ui sao máu chảy tận trên tường ấy. Ui gần bên trong ấy. Nó bên trong ấy. Ui rồi nó dưới này này, nó dưới sàn thế này. Ui vết gì này. Ui đây đây chưa. Ui cái bếp kia nó kéo người vào trong kia kìa. Kéo người trong kia kìa. Ui. Đâu? Ở bên trong, vừa rồi nó kéo bên trong kia. Chứ có thể nó sang bên này rồi. Thì tôi là. Ui vừa rồi nó cắn chân tay xé xác cái quần áo ra mà. Ui nó bên trong này này, ui. Phía bên trong này đây. Ở vừa cô gái vừa nằm ở trong đấy thôi, cô gái vừa nằm ở dưới đây này. Không có. Vừa nằm ở đây mà. Trường đây. Mày lúc đây tao kinh thế cả. Nó thấy không? Nó nằm ở đây này, hai con hồ ly nó gì ở đây. Nó cắn chân của cô gái chỗ này. Ui, không có gì luôn. Nó đi này. Ui. Nó trên tường bên kia. Đấy. Ui. Vừa nữa sắp to lên cái tường rồi. Từ đây. Thôi tôi điện lắm rồi, nó cũng ta ra cô gái mà. Từ đây rồi, đấu lên xem xong. Rồi. Ngay chỗ này. Đúng rồi, đúng rồi, thấy chưa? Kìa, nó lên, kìa. Sao không, lại không có con này đâu. Nó con nào? Ui, không phải nó lại, không phải con đầu ngược này đâu, không phải nó lại con mặt quỷ cơ. Con mặt quỷ mới hồ ly cơ. Nó gọi nhau với nó ăn thịt đây. Nó thịt nó gọi từng bộ tới đây. Mày! Ôi, gọi cả đông cả bầy về rồi mọi người ơi. Con ra này. Ui, nó gọi cả bầy lên mọi người ơi, nhìn này. Ui, nhìn đây. Ui. Chú rồi. Ui, thì chị gái đâu, thì người. Ui, con em nuôi ra ngoài đấy nhanh thế được. Ui, đúng rồi. Đúng con này. Ui, chính nó lúc nãy nó cắn chân chị gái. Đấy, cả hai con hồ ly nữa. Nó tha xác thôi. Chắc giờ nó tha xác tìm chỗ ăn thì tôi chưa ăn đâu. Bọn này nó nuôi đấy mọi người nhìn. Ui, cái tài hôm nay to đấy. Ui, nhìn thôi, cái mắt nó kìa. Nhìn mắt nó nổi đây kìa. Nhìn cái mắt nó trắng toát đâu. Ui. Cái gì đấy? Sọ người sao ấy. Hình như đầu chị gái rồi. Nó nhập vào đầu chị gái rồi thôi. Anh. Ui. Đúng rồi, nó nhập vào đầu chị gái rồi, đừng đập nữa. Ui, nó đập nhập vào đầu chị gái rồi mọi người ơi. Mày, lên. Mày ui, mày đi ơi, ơi, đi ơi, đứng động vào đâu ấy. Ui, kìa. Ui, là sao quẹo. Ui, đúng chân chị gái rồi. Ui, lên vào. Ui, mày. Đúng chân chị gái rồi mọi người ơi. Ui, mất rồi. Ui, sao mà vừa nó vào đây mà. Nó vào trong này thôi. Nó quay nào. Ui, mọi người. Nó vừa nó ở trong này thôi mà. Ủa, cái gì luôn. Ui, có cái nào tiến động nó nhảy, nó chạy đây không? Nhìn chết rồi ơi. Nó có thể nó chết rồi. Mày kia rồi. Đuổi theo đi nhanh em. Đuổi theo đi. Cầm đuổi theo. Đi. Nó chạy lên bên kia anh em ơi. Nhanh nó phía bên kia. Nó chạy phía. Ôi, trắng tinh, nó trắng tinh luôn. Trắng tinh luôn anh em ơi. Hôm qua thì cô gái hôm nay nó. Cô gái nó đi rồi. Nó đi rồi. Chưa. Ui, nó tát gì kìa, lùng trắng tinh. Ui, nó ở dưới cái cửa cái màu xanh kia đúng không? Đấy, phải nó, phải nó không? Đúng rồi. Ui, nó lên kìa. Ui, nó kéo lên. Ui, đúng rồi. Ui, mọi người. Đúng chưa? Chính xác, đúng rồi. Cửa ra kìa. Ui, nó xuống này. Đúng rồi, nó thì cửa đấy. Ui, ôi.
Cái mày này, chú ơi. Ui trong cửa. Ui cứ dập dính thế nhỉ. Ghi đi xem nào. Ui đây 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 đây. Ôi số quay là số. Đúng nó đúng nó đúng nó rồi đúng nó rồi. Ui. Ê mày. Mày Ôi, không thấy tiếng kêu nữa rồi mọi người. Ôi, đây đây, ôi. Bên đây. Làm sao? Cái đầu quỷ này. Mày này. Nó đang ra đây. Mày nhìn đi chưa, nó đó, ngay cái thủa đấy. Đập ơi, mày ơi, mày chú ơi, chú ơi, Ôi, vỡ sọ rồi, anh chọc vào đầu vỡ sọ rồi. Ai thì người người kêu ấy, người lần mất sáng rồi. Vỡ sọ rồi, nôn nát sọ rồi, ui, nôn nát sọ. Chạy ơi, nhiều máu chạy khắp cả nhiều nơi ơi. Đúng là chúng trúng não của con, trúng sọ của con mặt quỷ rồi. Vừa rồi anh chọc trúng con phát rồi. Cô gái kia sao rồi? Có khi nào nó ăn thịt cô gái xong rồi không? Vào xem nào. Nhìn kia xem nào. Người ấy nhìn máu chảy rồi. Chảy lên láng rồi. Vừa chọc trúng mặt rồi. Không thấy gì á. Vừa chọc trúng mặt nó đây. Nhìn kia lại xem nào. Ở bên trong đây. Ở bên trong. Nghe cái gì ở trên, ngay cái gì thanh ngang nghe. Ngay thanh ngang trên này. Ê, bên trong ấy. Đâu? Ở ngay bên trong, ngay gì ở trên anh nhìn. Nó ngay sát tường này. Ui, cô gái còn làm ghê em ơi. Làm ghê. Ừ, cô gái còn quá đây. Nó ngay gì ở trên đấy kìa. Nó cô gái ra ngoài này. Ê, con quỷ mặt nó như mặt trắng bút mà cái người nó cũng toàn màu đỏ thôi. Ôi, nhìn kìa mọi người nhìn kìa. Áo à? Tần máu. Tần máu của anh cô là. Ôi nhìn cái đây ơi. Ôi nhìn đây. Ôi nhìn đây. Ôi
Ôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bắt đầu rồi. Ôi mình kìa. Ôi. Cô gái. Nó hiện, nó lấy hồn cô gái để nó lấy thân hình cô gái để nó hiện kìa, kìa nó nghe gì kìa. Ui, nó nghe gì. Ui, nhìn này. Đây rồi. Ui. Mất tích rồi, bắt đầu. Ui. Ui, mất rồi. Mất tích rồi. Vào trong sao nào. Ui. Cái gì? Trốn nhá. Đúng rồi. Bắt đầu rồi. Gãy ra nhanh. Cô gái bắt đầu trong đấy rồi. Nhìn kia là cô gái vừa nằm dưới đấy. Ui đấy mà. Cô bóng cỡ dầm cách nó thay ấy. Nó ra đường nhanh chứ. Cô gái vừa nằm đây. Nhìn kia nào. Sao mà không ai bay xung quanh đây không? Đi thôi. Ôi. Ôi, Ôi trắng tinh nó trắng tinh luôn. Em ơi. Hôm qua thì cô gái hôm nay nó cô gái nó đi rồi. Nó đi rồi. Ui nó sát gì kìa. Lùn trắng tinh. Ui nó dưới cái cửa cái màu xanh đúng không? Phải nó không? Đúng rồi. Ui nó lên kìa. Ui nó kéo lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi chưa? Chính xác, bóng nó rồi, đúng rồi. Cửa gì cửa đây, vui ra kìa. Nó xuống này. Ôi, cửa đấy. Ôi, chỗ cửa. Ôi, cứ dập dính thế kìa. Ôi, nhìn kia đi xem nào. Đây. Nó xuống. Đúng rồi. Ôi. Ôi, cái người ơi. 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 Ôi, cái người ơi.
quỷ này, cái đầu quỷ này. Cái đầu trắng thế. Cái đầu trắng đầu quỷ này. Mày này. Đội ra thì cười hết, cái kia thì cười hết. Nó đang này, nó đang ra này. Đâu. Ngay dưới. Bên dưới, trên cái dưới. Mày nhìn thấy chưa, đấy nó đó, ngay cái chỗ đấy. Đập ơi, chúa, 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 chăm mày không? Con đầu ngược nó ra rồi. Nó đầu ngược rồi. Mày, chúa ơi. Ê, ra đây, nhìn nữa này. Chăm mày mà. Chúa ơi, ôi chứ đâu, con gái sao ấy nhỉ? Ôi, chăm vào đầu người. Cái đi đây. Ôi, máu của hồ ly đấy. Máu đầu hồ ly đầu quỷ đấy, đâu rồi? Đầu hồ ly ơi. Mày gì cho phát nữa. Mình nhìn kìa, nó đang thò ra kìa. Ôi, nhìn cái con quỷ, đầu người nó thò ra kìa. Ôi, con này con quỷ chúa. Ôi, nhìn đi. Trọng mắt nó luôn. Đập. Mày ơi. Ôi, vỡ sợ rồi anh em ơi. Vỡ sọ rồi anh em ơi. Ui. Ai thì người người kêu ấy. Người ta mất sáng rồi. Ui. Vỡ sọ rồi. Nó nát sọ rồi. Ui. Nó nát sọ. Ôi trời ơi. Càng nhiều máu chảy càng nhiều luôn. Đúng là chúng não của con, chúng sọ của con mặt quỷ rồi. Vừa rồi anh chọc chúng con phá rồi. Cô gái kia sao rồi? Có khi nào nó ăn thịt cô gái xong rồi không? Vào xem nào. Nhìn kia xem nào. Người ấy nhìn máu chảy rồi. Chảy lên láng rồi. Vừa chọc chúng rồi. Không thấy gì á? Vừa chọc chúng mặt nó đây. Nhìn kỹ lại xem nào. Ở bên trong đây. Ngay bên trong. Ui, nhìn nó. Cái gì xuất hiện kia. Cái gì? Ui, kia trên. Nó trên kia. Đây. Nó trên đây. Đâu? Ở phía dưới trên đấy, anh nhìn nó ngay phía bên trong này, dưới trên bên trong này này. Cắt. Anh chưa vào, khi nào anh bị. Nó bên trên. Đâu? Ở bên trên, ngay thanh ngang trên này. Đấy, bên trong ấy. Đâu? Ở ngay bên trong, ngay dưới trên anh nhìn. Nó ngay dưới sát tường này, Ui, cô gái con làm ghê em ơi. Làm ghê. Cô gái con quá đi. Nó ngay dưới trên đấy kìa. Nó cô gái đang ra nó ra. Ôi, con quỷ. Con quỷ đỏ nó kéo hiếu ra rồi mọi người. Mặt nó như mặt trắng bút mà cái người nó cũng toàn màu đỏ thôi. Ủa, nhìn kìa mọi người nhìn kìa. Ủa, nó hiện, nó lấy hồn cô gái để nó lấy thân mình cô gái để nó hiện kìa, kìa nó ngay dìa kìa. Ui, nó ngay dìa. Ui, nhìn này. Đây rồi. Mất tích rồi. Ui, mất rồi. Mất tích rồi. Vào trong sao nào. Ui. Cái gì? Trốn nhá. Đây. Đúng rồi mọi người. Đúng. Đi kia, cái chân trên giường. Cái chân.
Bắt đầu rồi, bắt đầu. Bắt đầu, bắt đầu. Xin đừng Quỳ đi đóng cửa rồi ơi. Gãy ra nhanh. Cô gái bắt đầu trong đấy rồi. Nhìn kia là cô gái vừa nằm dưới đấy. Quỳ đấy mà. Cô bóng cửa dầm cách nó thay ấy. Nó ra đi nhanh chứ. Cô gái vừa nằm đây. Nhìn kỹ nào, xem có bay bay gì xung quanh đây không? Đi thôi. Ở tích cổ. Nhìn kia đâu, có xem có trong cầm giường không? Nhìn xem có trong cầm giường thôi. Quỳ bên trong ơi. Tâm đó. Ôi có cái đầu ở đây vừa quay cam có cái đầu ở đây mà. Ôi. Quỳ bên trong. Ôi, mất tích rồi. Ôi, mất tích rồi. Trong cửa kìa. Ôi. Trong này. Quay đi. Giết nó luôn. Đây, dưới dưới. Ôi. Chúng ta hồi. Ui lên kìa. Lại lên. Ui có quỷ đây đúng không? Đây là con yêu tinh rồi. Yêu tinh. Yêu tinh đầu quỷ rồi. Ai. Phá vỡ lại em ơi. Ui. Nó hiện ra từ tường lên này em ơi. Ui rồi. Mày lên này. Mày lên nào. Vỡ đầu chưa. Bốn con em ơi. Bốn con rồi. Nhiều lắm. Đâu rồi. Người vặt phao luôn nhá. Rồi thấy chưa. Ui. Mày đi. Ui rồi. Con quỷ chúa đầu ngược. Những quỷ chúa đầu ngược anh em ơi. Ui. Dứt khoát luôn, đập thẳng cho nó gãy răng luôn. Vỡ đầu luôn nhưng mà đập mấy phát đầu vỡ sọ đâu. Con này đầu tan xác nó đi. Mày. Ui. Vào đập tan xác nó đi nào. Ui đâu. Nó làm đưa đây. Tiếng động ở đâu ấy. Ui, bên kia. Ui bên cô gái. Ui kia em ơi. Ui kia rồi.
Ôi, con lồ đi, con lồ đi. Con lồ đi. Con lồ đi, con quỷ chúa. Ôi, nó cắn cô gái cho nhau kia rồi. Anh, mày. Mày. Ôi, cái gì đây? Ôi, ai. À. Ôi, nó tha. Cắn với nhau này. Ôi, bắt tay nó bắt đầu em ơi. Kéo ra, kéo ra, con lồ đi lên này, con lồ đi lên đây này. Mẹo cái này nhá. Ôi, mất con lồ. Ôi, trong rồi, trong rồi, trong rồi. Ôi, mày, ui đập nan mặt nó đây, đập nan mặt nó đây, ui cô gái mà cô gái cắn má ơi, cô gái, cứu, ui ăn sang bên trong rồi em ơi, đập bôi bơi chết rồi, ui, mày này, phá cửa đây ơi, phá cửa ra, rồi. Ôi, không còn thấy cửa nữa, bên kia nó không kêu rồi. Kêu đang ăn mất thịt, mất xác rồi. Vẫn còn kêu. Đây, phá cửa vào đi. Vào xong có không? Ôi, nhìn con lồ đi này. Con lồ đi dưới bên này ra này. Đây này, dưới. Ôi, rồi. Ai, mày này. Ấy, mày này. Đâu? Cô gái đâu rồi? Ui. Quỷ đó. Ui, nhìn nó này. Ai, mày này. Ui à. Cô gái đâu rồi? Cô gái cứ đứng ở dưới hiện em ơi. Tha xác cô gái đi rồi. Hay là không phải cô gái? Linh hồn. Ui, linh hồn cô gái đó mọi người ơi. Ui, ra. Quay nhá. Ui. Đưa đi em ơi, đưa đi cho kịp. Ui. Đâu rồi? Ui. Ôi, chặt tay đi, kéo cái tay ra. Ôi, chặt cụt tay, kéo tay ra sao đâu. Mất tích em ơi. Ôi, không phải mất tích đâu luôn này. Đây. Ôi, ôi, ôi. Chúng đầu rồi. Ôi, nó rơi đầu dưới rồi. Mày đi. Nó bên trong. Xác cô gái bên trong rồi. Cô gái. Ui, bây giờ tay nhũ lắm. Không phải tay người đâu. Tay quỷ nhập xác vào đây. Thế là con hồ ly nó, đấy là cái đuôi hồ ly nó biến thành thôi. Cái đầu là đầu ông mắt trắng ra. Cái đuôi hồ ly rồi mọi người, đây là cái đuôi hồ ly nó biến thành rồi nhá. Chạy rồi. Phá vào trong. Vào bên trong nữa rồi. Ôi trời. Vào. Mất tích rồi. Đâu rồi? Không có gì luôn. Mất tích rồi. Đâu rồi? Nhìn xem nó có ẩn nó cửa không? Đập thế nó cũng chết rồi.
cái vượng cái tay là tiếng nói cô gái hồi xưa, hiểu chưa? Không phải cô gái đâu. Thế đâu rồi? Đến mình hồn đấy. Thế nó hút hết cả máu xong rồi nó nó nhập hồn rồi anh em ơi. Ôi, nhìn kia ra nào. Không có ở đây luôn. Ôi rồi. Thế nhìn xung quanh ra nào. Đấy là linh hồn thôi, linh hồn quỷ, linh hồn của cô gái. Bây giờ sao rồi? Bây giờ mình phải đi lấy cái tiểu dòng cái đồng trinh ấy của những sư thầy trên chùa, trên pháp pháp bảo ấy. Vết máu của tình hình này. Ôi bà, kinh vãi luôn. Ôi kinh luôn. Đây này. Cái cổ tình ấy là vừa nãy là mình thấy nó tham cái gì to lắm. Nó ăn đầu xương rồi. Ôi mẹ, cái đầu ăn có một óc thôi. Nó ăn thủ người mỗi đầu. Thế trong cái đầu kiểu như chạy vào trong nhà nó kiểu ra vậy. Vết máu rồi. Ôi mẹ, rắc khỏi khắp đường luôn. Ôi chính nghĩa có kìa. Ôi khắp đường luôn em ơi. Tầm máu kìa, tầm máu này. Ui, vào đây nhầm ơi. Cả con hồ tinh nó ăn thịt người rồi. Mình nghĩ vừa bị hai cái chân, hai cái tay. Cả nó thao một con người xuống. Mình rõ hai cánh luôn. Đúng không? Hai cánh. Để, máu trên này, máu này. Máu này. Ui, đây. Để. Bài là chui xuống dưới cổ rồi. Ui, hai tay người xuống dưới cổ ấy, anh em ơi. Ui, xin gì không? Ui, tối nó không thấy gì đâu. Ui, gì? Có tiếng kêu đâu ấy. Thấy nhìn gì? À, cái xe xanh ngoài kia kìa. Có tiếng kêu gì? Ui, chỉ thấy cái xanh ở dưới luôn. Thế nào? Thật khó nhá. Nhu nổ ly sao ấy, nhu nổ ly sao ấy. Ui. Ui. Có phải con hồ ly không? Ôi, cái gì trên mấy giấy kìa? Ra, nhanh ra xem nào. Đi, nhanh ra xem nào. Từ bên kia. Ôi. Mày cái gì em ơi? Ôi, đông người. Phải đông người không? Nhìn đi lại gần xem nào. Ôi, có một... Rết hết tóc rồi. Đông người hết tóc rồi em ơi. Nhìn đi. Từ lại kiểm tra kỹ xem nào. Ôi vậy kính vai. Đâu rồi. Nhìn kỹ thì xem nào. Đâu rồi. Ôi. Vợ có mấy mặt thôi em ơi, Lọc hết da rồi. Còn mỗi mặt thôi, còn mỗi xương thôi. Ôi. Ui ba ơi, đấu gừng gừng em ơi. Gừng ơi. Về đây xem. Ui ba còn mẫu mắt thôi. Đầu người đấy. Nhìn kỹ thử xem phải đầu người không. Nhìn kỹ xem phải đầu người không. Ui tiếng gừng ghê lắm. Ui cái đầu phát ra. Tiếng gừng trong đầu nhá. Nhìn kỹ này ơi. Nhìn kỹ này xem nó là cái gì nào. Ui, con rắn em ơi. Ui, đầu rắn người ơi. Ôi, nó thằng ngang rồi. Khu sắt được ra. Nó dính vào tường. Cái này như đầu con sói ấy. Dính vào tường em ơi.
đập 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 ơi. Ôi con linh đằng sau, con quỷ đằng sau kìa, con quỷ đằng sau kìa. Con quỷ đằng sau mọi người, con quỷ đằng sau luôn. Đập nó. Ui. Nó vừa thế này cơ mà. Ui, nó tha đi rồi. Tha à? Nó tha đi rồi. Ui, đắt đầu người đi à? Vãi sổ thế. Nhà mới nó tha cái đầu này như cái đầu sói rồi, nó không giống đầu người đâu. Nhìn con quỷ này. Nhìn con quỷ chúa này, nhìn cái mắt nó trắng dã kìa mọi người. Ôi, cả con quỷ. Con quỷ chúa đỏ lòng kinh đó mọi người. Nhìn cái mặt nó kìa. Thế mày loạn thấy mà, ôi ăn thịt người thôi. Nhìn nó ăn. Ôi mày đầu bọn ăn kéo tới thịt người thôi. Con răng, con răng, con răng đấy. Răng sắc. Nhìn con này răng của nó này, nhìn kỹ cái răng của nó này. Mày này. Nó lên kìa. Thế cái đầu vẽ đâu? Nó ra thôi, tha xuống rồi. Có cái đầu ở bên dưới nữa không? Nhìn đập nó đi xong, nhìn thử xong bên trong có giếng xong có không? Ui, thịt này. Ui ôi, đây là cái da thịt của nó đấy. Ui, xuất hiện cái hồ ly kìa. Mày này, chúng rồi anh em ơi, chúng rồi. Ôi đây. Hai phát. Nó từ dưới lên sao ấy. Từ dưới lên sao ấy. Dưới này có cái gì đâu. Nhìn nó đi này. Nó đi vòng tròn nó này. Ôi. Ra nó yếu ơi, ra nó. Ây, mày này. Mày này. Chúng rồi. Bên trong nó không thấy cái đầu đâu cả. Mày. Ủa khi nào nó lôi cái đầu xuống dưới này rồi. Nó tha cái đầu xuống dưới này. Mày. Ui. Ui, lan cả sách cá chết này. Ui, đây nó lôi hết đồ chê những con vật vào đây, nó ăn thịt rồi mọi người ơi. Ủa cái giếng cổ em ơi. Nó xuất hiện xung quanh cái giếng cổ này. Mọi người nhìn cái mặt nó, nhìn cái mặt nó này. Mày. Bọn này mình càng đập mạnh vào cái giếng cổ này, nó sẽ có tiếng động mà nó sẽ thoát ra. Ui. Thôi. Có vừa tiếng có tiếng động đây mà. Sao nào. Ui, sao nào. Cái chân máu. Ui, thấy cái đầu vừa đấy là đầu người à? Ui, đầu người còn một cái chân nữa ơi. Ui, còn một cái chân thôi. Ui, có tiếng gì? Ui, tiếng gì đâu? Nhìn kia mà xem này. Ui, còn mỗi chân thôi rồi, còn mỗi chân thôi. Này. Ui, tiếng gầm gừ ấy. Ui, cả tiếng người to em ơi. Ui, cả tiếng người ơi. Sao, ui. Cả to. Ui, ăn người rồi. Ui, ăn đầu, ăn chân hả? Ui. Đi vào, người chạy đi. Ui, mẹ, kiểu như con này con thấy thôi. Hôm nay nó to, ăn người nó to hơn một đấy thôi. Phần nó ra thôi. Ui, ta mọi người.